Rồi chào anh em nha, cam cò lăng VN1 mẫu cò ship bánh xe nhỏ mình có về được ít đó nha anh em ơi. Đó, này là cam mẫu VN1 ha, của Tú Đức nha anh em. Đó. Cam cò lăng dành cho hệ máy quay rim. Thì đối với bộ cam cò lăng này mình sẽ phù hợp với cấu hình máy là zin zin và đầu phải dừa gít nha anh em, đầu phải dừa gít nha. Thì bộ cam cò lăng này mình bán giá là 400 bộ nha anh em. Phí ship anh em tự lo nha. Đó, đây là mẫu cò CX nha. Mẫu cò CX nè. Mẫu cò CX nha anh em. Mẫu cò CX bánh xe nhỏ. Anh em nếu nhìn kỹ nè, đúng con cò này là cò của BRT luôn nè, em thấy không? Nhưng mà chung cái xưởng sản xuất ra, người ta mài bỏ cái thương hiệu BRT nha. Đó, này là cò của hãng CX nha. Đó, em thấy không? BRT nó mài mắt nè. Rồi ok anh em nha. Cò này cả bộ cam cò lăng này chạy rất là đạt nha anh em ơi. Mình bán thì 400 bộ nha anh em, mình có ít không nhiều nha. Anh em nào chốt thì alo mình nha. Cò bao đúng đúng đồ nha anh em, không chép nha, không phải cò chép nha anh em ơi. Không phải cò chép lại của rồi bắn thương hiệu đâu nha anh em. Rồi, bộ này mình bán 400 bộ. Anh em cần alo mình nha.